Sáng nay tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã tiếp tục thông xe thêm 3 gói thầu thuộc dự án cao tốc Nội Bài Lào Cai với tổng chiều dài là 48,6 km, rút ngắn khoảng cách từ Lào Cai đi Yên Bái xuống chỉ còn 100 km. Đoạn thông xe thuộc nút giao IC14 tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến nút giao IC16 thuộc xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay phương tiện từ Lào Cai về các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ chủ yếu lưu thông trên quốc lộ 4E và quốc lộ 70. Việc khai thác đoạn tuyến trên của cao tốc Nội Bài Lào Cai góp phần làm tăng khả năng lưu thông, giảm tai nạn và rút ngắn thời gian so với tuyến đường hiện hữu từ 1 đến 1,5 giờ. Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ tiết kiệm tối đa nhiên liệu và đảm bảo an toàn do tuyến đường được thiết kế hai chiều riêng biệt thông thoáng, có các điểm giao cắt khác mức với các tuyến đường khác. Dự kiến trong tháng 8 tới đây, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai dài nhất Việt Nam sẽ được thông xe toàn tuyến với tổng chiều dài là khoảng 250 km.